Rồi đang làm cái tô rồi. Dạ cho cái mì chua để ngoài đi. Cái ổ mì không ạ? Dạ anh biết là chị Tâm được lên tay. Anh đừng làm em rung anh ơi. Rung à? Bị được lên tay rồi. Em đang tập trung với chính xác anh ơi. Không cay là ớt. Xíu xíu nữa. Không cay là màu trắng hả? Không cay là màu đỏ. Không cay là màu trắng. Chị Tâm nghe tin là hôm nay chặt 30 phần, nó xong á là tối được tối ngủ không được. Hôm nay được thể hiện. Chính xác không? Trời ơi. Chính xác ba lạng luôn. Lên tay rồi, lên tay rồi. Lên tay đúng rồi, tập đúng rồi, lên tay rồi. Hay là các khách đám tiệc hồi nôi đầy tháng nhiều quá. Đầy tháng. Đầy tháng. Rồi mỏi tới luôn. Tới luôn hả? Bánh mì tới luôn. Đủ chưa mày? Đủ chưa? Cái gì luôn nha. Bây giờ là các lò bánh mì đang tất bật để chuyển 400 muỗng bánh mì ra cho Heo Quay Kim Mai để làm. Ủa là trưa nay Lily có đi phát không chị Tâm? Dạ không. Không à? À các chị đi phát có gì? Dạ. Thảo có đi phát không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ. Thảo với Tài về làm công việc. À chỉ có chị Tâm chị Nga thôi gì? Ờ, chở thấy không? 400 ổ chở thấy không? Chở không hết, chở 2-3 lần. 2-3 lần à. Ra đó giao cho chủ bếp ăn Tuấn Dương hả? Hay là mình ra mình tự phát luôn? Chắc mình ra tự phát luôn chứ chị Tâm. Đúng rồi, em tự phát. Ồ, tự phát là 400 ổ là căng đó nha. Hai người làm không kịp đâu nha. Để mình 400 ổ. Ừ. Đây, giò luôn, giò luôn. Để cái giò. Dạ, còn cái giò cho chú luôn. Dạ. Một phần nó đủ. Một phần nó đủ hả? À, đủ rồi. Nhanh quá ha. Ok, lấy có kéo. Cái gấp à, lấy cái gấp dựng cái. Đây, tiếp tục tiếp bây giờ. Cái này cho 195 đừng. Chặt ha. Chặt luôn, chặt luôn. 30 phần chặt nhanh quá ha. Rồi tiếp tục chị Tâm chặt giò heo 150.000 ký.
em chỉ biết lóc xương thôi anh ơi. Lóc xương à? Ừ. Đó là muốn lóc xương không? Bây giờ là có nạc, có xương, có gân, hồi đủ ba yếu tố thì tâm đó là không có mỡ thôi, tại cái bắp chuối bắp gân đó là nạc không à. Ừ, không có mỡ ngon. Chị Tâm chỉ nói đúng, chị biết lóc xương rồi chứ chị không có chặt đó. Cái này về kho cải chua nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Trứng kho cải chua là tuyệt vời. Cái cua 3 kg ở phía sau nữa kìa. Dạ, cảm ơn. Chị Tâm. Dạ. Làm cho em. Ổ mày. Hai bánh mì cho cô luôn. Rồi, để Thảo ra làm xíu rồi hết luôn nè. Bánh mì quá trời quá đất luôn. Ngoài bán ở địa chỉ 189 Phạm Phú Thứ thì chị Mai còn bán ở khu B chợ Bình Tiên 46 Trần Quý. Ông bà cô chú anh chị và các bạn nào mà muốn thuận tiện đường nào thì mình cứ ghé mình thưởng thức đường đấy nha. Buổi sáng thì ở đây chị Tâm, Lily, thường chị Nga, rồi Thảo thường hay bán buổi sáng, còn buổi chiều là chị Mai, Kim Ngân, trong chợ trong kia là chị Hiền. Ba ổ bánh mì kìa. Ba ổ bánh mì. Ăn ớt rồi mình không? Có chị. Mấy trái ớt hả nói luôn. Bỏ 4 trái cũng được. Ăn hít hà cho vui. Bỏ 5 ngàn luôn chị Nga. Cả mổ mổ Tài treo dùm cái xe đỏ dùm anh cái Tài. Móc dùm xe đỏ dùm anh cái. Rồi, tấp pin bánh mì tiếp tục. Tiếp tục là chặt kìa 400 ổ bánh mì. Tầm mấy giờ mình làm chị Tâm? Em cũng muốn dành. Nè, chờ Mai ra là làm đó. Chị Mai cũng đang ra